chào các bạn nha. Bây giờ mình xin được giới thiệu với các bạn về cảnh bình minh buổi sáng tại đảo tại Cửa Lò, Nghệ An. Và đây là khung cảnh bình minh tại Cửa Lò, Nghệ An. Mời các bạn hãy xem hình ảnh thật tuyệt đẹp bình minh buổi sáng. Và xa xa đây chúng ta là chính là hòn đảo Song Ngư. Đây, hòn đảo Song Ngư rất đẹp. Đây là bình minh buổi sáng tại đảo Song Ngư. Cửa Lò, Nghệ An. Một hình ảnh thật tuyệt vời. Ok. Cái con này gọi là con cá gì? Hay thế nhỉ? Cái con này nó là con gì? Con biển. Con này chả giống con cha be của mình á. Cái này là cái gì? Rồi. Mấy giờ đã phải có mấy một giờ rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.